Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái áo len bông xù hình chú khỉ này. Thì ở đây mình đang cho bé từ 1 tuổi trở xuống ha. Thì mình có dài áo là 36 cm, rộng là 56 cm. Các bạn để chuẩn bị đan áo này thì các bạn cần có 5 cuộn len bông xù Thượng Hải, cái loại 50g, và một ít len phụ này thì mình để mình đang đang nẹp áo và nẹp nách nó cùng màu với cái phần mà mình trang trí trên mặt khỉ á. Rồi tiếp theo các bạn, cái kim đan chính của mình là cái kim kim vòng hoặc kim thẳng đều được, 6 mm nha các bạn. Kim giữ mũi hoặc là kim hai đầu để mình giữ mũi cái phần vai, thước dây. Và cái quan trọng không kém đó chính là cái phần đếm vòng này, tại vì bông xù mình không có nhìn thấy cái một sợi cái hàng đó đâu. Kéo, kim khâu và vài cái đánh dấu. Ở đây để mình lặt mặt sau cho các bạn xem, cái phần áo nó có cái đuôi này rất là dễ thương. Đầu tiên mình các bạn á, nếu như các bạn muốn đan size khác thì các bạn sẽ gầy 10 mũi, sau đó mình sẽ đan dài lên khoảng 10 hàng hoặc 20 hàng gì đó. Sau đó mình sẽ đo cái chiều ngang của cái sản phẩm mà mình vừa đan đó, nó được bao nhiêu cm, thì các bạn làm theo cái phần mà mình đã hướng dẫn, cái clip mà hướng dẫn cách tính số mũi của khi đan áo đó. Mình sẽ chèn cái link là vào video cho các bạn xem. Ở đây thì để đan cái size này thì chiều dài áo là 36 cm, rộng áo là 56 cm. Đầu tiên mình sẽ gầy 60 mũi. Cách mình gầy mũi thì như thông thường mình gầy, không có khác biệt gì hết. Ở đây đặc biệt là len bông xù đang rất là nhanh, mình ít có thời gian gì bận con nhỏ, nhưng mà mình vẫn đang cảm thấy nó nhanh lắm, thấy nó thích thích lắm, đang nó mau ra sản phẩm. Nếu như các bạn có thời gian mà mình làm thì chắc một ngày mình cũng sẽ xong một cái áo này. Mình khuyên các bạn là khi mà mình xem video mình làm á, thì mình không cần phải làm giống mình 100%. Các bạn làm theo cách nào mà mình cảm thấy quen tay, cảm thấy nhanh thì mình cứ làm ha, không cần phải bắt buộc phải giống mình. Cách gầy mũi cũng vậy. Cái đặc biệt của len bông xù á, đang nhanh nhưng mà không bao giờ mình nhìn thấy mũi. Mình đan á, mình còn đếm được cái số mũi nè. Số mũi nó nằm trên kim, chứ khi mà mình móc á, cái mũi nó nằm ngang hết rồi. Nhưng mình mỗi khi mình móc thì mình cứ mò mò cái tay mình theo cái số mũi thôi. Mình vừa móc mà vừa đếm thôi, chứ mình cũng không thể nào mà nhìn thấy cái mũi nó được hết á. Ở đây thì mình các cứ bạn gầy như mũi mình thì các mũi. Bạn cứ để một cái đánh dấu vào như thế này. Như vậy thì mình không có cần phải đếm đi đếm lại, tại vì len này nó không có thấy đường. Mỗi lần đếm là mình cứ cứ mò 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 cái tay như thế này mình đếm thôi, nhiều khi nó bị nhầm hoài à. Cho nên mình cứ 10 mũi thì mình sẽ đánh dấu một lần. Rồi bây giờ ở đây mình đã gầy 60 mũi thì bắt đầu từ hàng 1 đến cái hàng 6 thì mình sẽ đan một xuống một lên, lặp đi lặp lại cho đến hết hàng.
60 mũi mà mình đầu tiên mình đang mũi xuống thì như vậy cái mũi cuối cùng nó sẽ là cái mũi lên. Ây dạ. Các bạn nhớ là gầy mũi đừng có chặt tay quá nha. Chặt tay quá khó đan lắm. Cái hàng đầu tiên lúc nào đan nó cũng cũng rít chân. Nó cũng khó đan lắm. Bởi vì các bạn cho nên mình gầy mũi vừa tay thôi, mình đừng có làm đừng có kéo chặt tay quá. Ở phần giới thiệu mình quên nói với các bạn là nếu có thước dây thì mình chuẩn bị một thước dây để mà mình đo cái khoảng cách như từ gấu cho đến nách bao nhiêu cm á, thì mình chiết nách rồi từ phần nách cho đến phần cổ nó bao nhiêu để mình chiết cổ. Bạn nào cẩn thận thì mình vừa đan mình vừa đếm, hoặc là đan xong một hàng á, thì mình quay lại mình đếm. Như vậy mình sẽ không bị thêm thêm mũi hoặc là thiếu mũi. Rồi, sau khi mình đan hàng một thì tiếp theo cái hàng hai á, thì lúc nãy là mình kết thúc ở mũi lên, thì hàng hai mình quay đầu lại mình sẽ đan mũi xuống, tại vì nó là bên cái mặt trái. Mà ở đây thì mình vẫn tính là theo cái cách đan quen thuộc của mình là hàng lẻ là mặt mặt phải, còn hàng trái là ủa xin lỗi à, mặt trái là hàng hàng chẵn ha. Thì ở đây mình khi mà mình ở cái hàng mặt phải là xuống thì mặt trái là lên, còn mặt phải là lên thì mặt trái mình xuống. Ở đây mình đang mũi lên thì tiếp theo cái hàng mặt trái này hàng hai mình sẽ đang mũi mũi xuống. Rồi mình đâu có thấy đường gì đâu nè, các bạn thấy không? Đang xong rồi thấy nó toàn xù lông, không đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà khi mà các bạn đang lên được 6 hàng á thì mình sẽ thấy nó hơi sọc sọc hơi. Ở đây tại vì mình muốn có cái độ bo cái phần gấu á, cho nên mình đang một lên một xuống. Chứ nếu như bình thường mình đang lên không hoặc xuống không cũng được, nhìn đâu có thấy gì đâu. Bây giờ thì mình đang theo cái tay mình chỉ nhớ thôi. Cái mũi đó thì mũi xuống thì đang lên. Mà các bạn nào mà mình đan áo thường xuyên mình đang quen rồi đó. Cái cảm nhận cái tay của mình mũi nào mà mũi lên, mũi nào mũi xuống nữa. Tại vì khi mà mình cái mũi này nó mũi xuống không, các bạn ấy gì mình khi mà mình đưa cái kim phải vô á thì mình cảm thấy nó thuận hơn là cái mũi lên. Các bạn thử làm nữa, mình làm cái quen à. Cái khi mà cái mũi này mũi lên là mình đâm xuống thì nó có cảm giác nó hơi chặt hơn ha. Cái phần này nó cũng không có quan trọng, nó chỉ tạo cái độ bo cho áo nhìn cho nó xinh hơn thôi. Cho nên mình cũng cố gắng làm cho nó đẹp. Nếu như các bạn nào mà có cái size kim 5.5 á thì mình đan thì nó sẽ có độ bo nhiều hơn cái kim 6.0 này mà dùng đan bo áo. Rồi như vậy là các bạn đang cho mình từ hàng 1 đến hàng 6, lặp lại một xuống một lên, lặp lại cho đến cái hết hàng 6 cho mình ha. Mình đến hàng 7 mình sẽ hướng Cái dẫn này tiếp. là mình đã đan được 6 hàng một lên một xuống. Thì ở đây á, nếu như các bạn có cái điểm dòng này á, thì mình sẽ dùng điểm dòng để mình nhớ. Vì cái lên bông xù thì mình không thể nào mà mình đếm hàng được, nó không có thấy. Thì ở đây mình sẽ trả cái hàng hàng chục về số 0. Hàng đơn vị mình sẽ dặn số 6 khi dặn lên nè. Rồi, tiếp theo giờ mình lên mình đã được 6 hàng, hàng tiếp theo hàng thứ 7 mình sẽ dặn cái nấm này.
Từ hàng số 7 trở lên đến cái phần nách thì mình sẽ đan mặt phải là mũi xuống, còn mặt trái là mũi lên. Như vậy là mình sẽ đan bình thường như vậy cho cái sợi len nó của nó không có rất tị khi mà mình đan, mà nếu như mình đan trái phải đều đan xuống hoặc đan lên hết á thì cái len nhầm len nó hơi sẽ cứng mà nó cũng không có đẹp nữa. Nó có sẽ cái đường có cái đường sọc ngang như thế này. Khi mà mình đang mặt phải đang xuống, mặt trái đang lên thì cái mũi len á, cái mảnh sản phẩm nó sẽ đẹp hơn. Mình đã đan xong hàng số 7, tiếp theo hàng số 8 này thì mình sẽ đan lên. Đan lên tất cả các mũi luôn nha. Nói chung thì áo này nó cũng đơn giản, nhưng mà đối với những bạn mà đã đan áo rồi á, hoặc là mình đã biết đan mũi lên mũi xuống thì nó rất là dễ. Còn những bạn mà mới tập thì chắc mình nghĩ cái áo bông xù này cũng cũng hơi rối tí. Nhưng mà mình cũng nghe mấy bạn hay nói là đan lên bông xù cho dù nó có lỗi thì cũng không có ai thấy đâu mà sợ. Các bạn cứ mặt phải mình đan xuống, mặt trái mình đan lên, đan như vậy cho đến cho mình đến cái hàng 34. Ở đây hàng 34 thì mình sẽ được 22 cm. Đối với các bạn đang những cái size lớn hơn á, thì ví dụ như các bạn sẽ đo cái chiều dài, chiều rộng áo của bé. Như ở đây mình dài 36, rộng 56. Thì mình chia cái phần thân áo nó ra làm 3. Thì 36 chia 3 thì mỗi cái là mỗi một phần đó, trong 3 phần nó là 12, 12, 12. Nhưng mà ở đây mình muốn nó là áo ghi lê, mình muốn nó rộng hơn tí, cho nên mình sẽ lấy cái phần từ phần nách đến cái phần vai á, là 14 cm, còn từ phần gấu lên đến nách là 22 cm, cho cái phần nách của bé nó rộng rãi thoải mái. Và khi mình lên cái phần nẹp nữa thì nó cũng thu nhỏ là tí nữa. Như vậy là các bạn đối với ví dụ như cái áo dài áo bạn đang cho bé lớn hơn 2-3 tuổi thì các bạn có thể làm 40 hay 42, sau đó các bạn chia chia làm 3 phần, rồi sau đó các bạn lấy vài cm qua mình đắp qua cho bên cái phần từ nách trở lên phần vai ha. Ở đây cái 60 mũi này mình cũng quên nói với các bạn là 60 mũi này là nó cả thân trước và thân sau luôn. Còn phần nẹp nẹp áo thì sau khi mình đang hoàn thành cái phần thân áo á, mình sẽ đang nẹp vào. Ở đây là từ các cái bạn phần đang gấu chuẩn mình bị đã hết đang hàng hai đến hàng cái hàng 36 luôn. Lúc nãy là mình nói với các bạn là 34. Nhưng mà khi mình đang lên á thì mình thấy mình đo lại cái chiều dài nó không có đủ như ta 22 cm, cho nên mình đang thêm hai hàng nữa. Bây giờ mình sẽ đo từ phần gấu lên phần nách là bao nhiêu cm ha. Rồi như vậy cái này nó cũng cũng không có khi mà mình vừa đang xong á, các bạn đừng có đo liền, nhiều khi len nó còn giãn đó, bởi vì mình để nó nghỉ chút xíu rồi mình mới quay lại mình mới đo. Thì ở đây mình đã được 22 cm. Tùy theo cái kim cái tay mình đang chặt hay đang lỏng, và cái tùy theo cái len của mình, cho nên các bạn khi mà mình đang xong đang như theo mẫu của mình thì các bạn nhớ là đo đo nó chính xác hơn là cái mình điểm hàng. Bây giờ vậy là mình đang đến cái hàng 36 rồi, tiếp theo hàng 37. Ở đây thì hàng 37 mình chuẩn bị chiếc nách, cho nên mình sẽ đánh dấu hai cái bên nẹp trước. À không, đánh dấu hai cái phần thân trước và thân sau. Ở bên phần bên trái này mình sẽ 15 mũi nè. Từ ở ngoài vào nó cũng 15 mũi nữa. Ở phần giữa này thì nó còn lại 30 mũi. Thì
có nghĩa là hai phần áo này mình sẽ gặp lại như vậy, thì 15, 15, 30. Và bây giờ mình sẽ chiết nách cái phần bên phải của cái người mặc trước ha, bên phải của sản phẩm. Bắt đầu thì hàng hàng 37. Mình phải dặn thôi, nếu không mình sẽ quên và mình sẽ không đếm được. Rồi bây giờ hàng 37 nha. Hàng 37, 37 thì các bạn đang từ ngoài vào bình thường, mình đang xuống. Đang 15 xuống. Bây giờ là mình nè, còn một mũi. Mình đã đang xong 15 mũi xuống để mình kiểm tra, mình cũng hay bị đếm nhầm lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15. Rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị, tại vì cái hàng này mình không có chiết ngang được ở mặt mặt phải, cho nên mình sẽ chiết ngang ở mặt trái. Ở đây mình sẽ chiết hai mũi ngang, nhưng mà trước khi chiết á, cái phần thân sau này mình cũng đã để một bên, mình không có đan nữa, nhưng mà mình muốn cho nó với cũng như là nó không có bị lỏng cái chỉ, cái phần khi mà mình tách ra như vậy nó bị lỏng chỉ, cho nên mình sẽ làm mình dắt dây giống như khi mà các bạn đang dầm ngắn vậy đó, để khi đánh dấu mình sẽ quên. Rồi mình sẽ dắt dây lên, giờ cái mũi bên kim trái qua mình dắt xe dây xuống dưới, rồi trả cái mũi qua, mũi mình vừa dời qua về chỗ cũ, về bên kim bên bên trái ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay mặt sản phẩm lại, mình sẽ vừa đăng lên vừa chiết hai mũi, 1 2, dắt dây xuống dưới cho mình dễ chiết hơn, chiết ngang một mũi nè, tiếp theo đăng một mũi lên nữa, rồi chiết tiếp một mũi. Rồi như vậy mình đã chiết xong hai mũi, còn lại thì các bạn sẽ đan cho mình các mũi còn lại nha. Quay lại hàng 39. 39 ở đây các bạn sẽ đan cho mình 8 mũi xuống. Tiếp theo mình sẽ giảm chập trái hai mũi liên tiếp. Các bạn giảm chập trái thì các bạn đưa cái que phải nè, mình luồn qua hai cái mũi này lên trên cùng một ấy luôn ha. Sau đó mình đan mũi xuống. Tiếp tục giảm thêm một mũi nữa. Mũi còn lại mình đan một xuống nè. Rồi cái hàng mặt trái thì mình đang bình thường cho nên mình sẽ không quay. Quay lại hàng 41, bây giờ trên kim mình có 11 mũi. Nãy giờ các bạn có nhớ là mình có dặn đếm vòng không ha? Mà cái hàng này mình vừa đang mình vừa nhớ cho nên chắc mình chắc không có quên đâu, nhưng mà mình nhớ dặn. Hàng 41 thì các bạn đang cho mình 8 mũi xuống. Cái hàng này mình sẽ giảm một mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi còn 3 mũi trên kim mình sẽ giảm chập trái một mũi, mình làm lại, đan một xuống,
Quay lại các bạn đang mời mũi lên. Hàng 43. Mình sẽ đang bẫy xuống. Tiếp tục mình sẽ giảm trái một mũi. Đang một xuống. Rồi, bây giờ từ cái hàng 44 cho đến cái hàng 4 hàng 50 thì các bạn đang cho mình 9 mũi, nghĩa là mặt trái mặt phải đều 9 mũi hết á. Thì trái đang lên, phải đang xuống. Rồi, như vậy tiếp theo. Tiếp theo hàng 51 mình sẽ hướng dẫn các bạn chiết cổ. Tiếp theo hàng 51 thì mình sẽ chiết ngang hai mũi. Mình đang xuống vừa đang vừa chiết ha. Một mũi. Hai mũi. Rồi còn lại các bạn đang cho mình 7 mũi xuống. Có nghĩa là khi mình chiết hai mũi là mình còn 7 mũi đó. Rồi quay lại mặt trái thì các bạn đang 7 mũi lên. Hàng 53. Mình sẽ đan một xuống. Sau đó mình sẽ giảm phải hai mũi. Đan tiếp hai mũi xuống. Quay lại hàng 54 thì các bạn đan 5 mũi lên. Hàng 55 mình sẽ đan một xuống. Tiếp theo mình sẽ giảm phải một mũi. Đan tiếp hai mũi xuống. Từ hàng 56 cho đến hàng 60 thì các bạn sẽ đan 4 mũi cho mình. Tương tự như cái khúc mà từ đã chiết xong phần nách lên đến phần cổ vậy đó. Bây giờ thì mình đã đan xong đến cái hàng 50, 60 rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái phần số mũi còn lại trên kim này, 4 mũi này ra một cái kim chờ. Kim chờ ở đây các bạn dùng kim giữ mũi hay là kim hai đầu đều được. Ở đây mình dùng kim hai đầu. Để tiện cho cái phần mà mình sẽ ráp cái phần vai vào, mình khỏi phải sang lại nữa. Các bạn nhớ cắt cái sợi dây len nha, cho nó dài dài gan tí nha. Mình nếu như mà có hai cái nút bịt đầu thì mình sẽ bịt ở đây lại để nó không bị tuột ra, còn không có thì các bạn dùng dây chung mình buộc lại cũng được. Còn mình thì mình quấn vậy là nè, khỏi có phải tuột ra. Bây giờ thì mình sẽ đan đến cái phần thân sau trước nha. Cái phần bên trái bên đây mình để khi mà mình đan cái thân sau xong á, rồi mình quay lại mình đan cái phần thân trước mà bên trái này. Như vậy mình khỏi phải sang kim. Mình sẽ nối lên lại để không có bị tuột ra. Bây giờ mình sẽ
chiếc nách cái phần thân sau này trước. Chiếc ngang hai mũi cho mình. Một, hai. Tiếp theo thì mình sẽ đan tiếp 27 mũi còn lại. Thì bây giờ đến cái phần chia ra của cái thân áo này thì mình cũng dắt dây lên làm tương tự như cái phần bên phải. Rồi, cái hàng 20 hàng 30 38 này mình sẽ chiết ngang. Chỉ duy nhất là cái hàng này mình chiết ngang ở mặt trái thôi, còn các hàng còn lại thì các bạn chỉ chiết cái mặt phải, chiết song song với cái bên phía bên phải. Mình vừa đang vừa chiết ha. Rồi, mình chiết xong hai mũi rồi thì bây giờ các bạn sẽ đan cho mình 25 mũi còn lại trên kim. Quay lại hàng 39 thì mình sẽ đan một xuống. Đầu tiên mình sẽ đan một xuống. Sau đó mình sẽ giảm phải hai mũi. Giảm phải hai mũi. Tiếp theo mình sẽ đan 16 mũi xuống. Sau khi đan 16 mũi xuống thì trên kim của mình còn 5 mũi, tiếp tục mình sẽ giảm trái 2 mũi. Đan một xuống. Quay lại hàng 42 thì các bạn đang cho mình 20 mũi lên. Quay lại hàng 40 thì các bạn đang cho mình 22 mũi lên. Hàng 41 mình cũng sẽ đang một xuống. Tiếp theo là mình sẽ giảm phải một mũi. Đan tiếp cho mình 16 mũi xuống. Tiếp tục mình sẽ giảm trái một mũi. Đan một mũi xuống. Quay lại hàng 42 các bạn đan cho mình 20 mũi lên. Hàng 43 mình cũng sẽ đan một xuống. Sau đó mình sẽ giảm phải một mũi. Tiếp theo mình sẽ đan 14 mũi xuống.
còn 3 mũi trên kia mình tiếp theo là mình sẽ cũng sẽ giảm trái một mũi và đan xuống một mũi. Hàng 44 thì các bạn đan 18 mũi lên, thì từ hàng 44 trở đi á, mình đến cái hàng 56 thì mình cứ tiếp tục 18 mũi hết tất cả các hàng, có nghĩa là trái phải đều đan 18 mũi nhưng mà trái thì đan lên, phải đan xuống. Nhớ là đến cái hàng 56 nha. Các bạn đang từ cái hàng 44 đó, mình còn 18 mũi đó, mình sẽ đan cho đến cái hàng 60 nha. Hàng 60 chứ không phải là hàng 56 như mình đã nói. Tại vì mình kiểm tra thì nó không có đủ cái chiều dài. Mình muốn thay đổi chút xíu là mình muốn đan từ đến hàng 60, phần thân sau mình sẽ chiết cổ ngang thì nó sẽ bằng với cái phần mà phần cổ của thân trước đó, nó cũng là 60 mũi nữa. Thì tiếp theo ở đây đến cái hàng 60 này thì các bạn đang cho mình như sau. Đầu tiên mình sẽ đang hàng 61 chứ không phải 60, mình xin lỗi. Đầu tiên mình sẽ đang 2 mũi xuống. Tiếp theo mình sẽ giảm chập trái 2 mũi. Tiếp theo mình sẽ đan một mũi xuống. Như vậy là trên kim phản của mình bây giờ có 4 mũi. Tiếp theo các bạn dắt dây lên cho mình, giờ mũi bên kim trái qua, mình sẽ dắt dây xuống lại, trả cái mũi nó về kim trái. Bây giờ mình sẽ chiết ngang 8 mũi luôn ha. Mình sẽ dùng cái kim móc 4.5. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn, mình sẽ kiểm tra bên kim trái này, nó sẽ còn 5 mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ cũng, ở đây mình cũng giống như là mình cứ để chờ đó đi, mình không đan nữa, mà mình quay lại mình đan cái phần vai, phần vai ở bên phải thân sau. Hàng 62 thì các bạn đang cho mình 4 mũi lên, đang bình thường thôi. Hàng 63 hàng 63 và 64 cũng vậy, mình cũng sẽ đang 63, mình đang 4 mũi xuống. Hàng 64 mình đang 4 mũi lên. Như vậy là mình đã đan xong cái phần vai phải của thân sau bằng 64 hàng. Các bạn cắt dây len đi. Mình sẽ cho các mũi đi ra ngoài kim chờ. Tiếp theo thì mình sẽ nối len vào, mình đan tiếp cái vai bên trái của thân sau nha. Hàng 61 của phía bên trái thì các bạn đang cho mình một xuống, sau đó mình sẽ giảm phải một mũi. Tiếp theo mình đang hai xuống, thì từ hàng 62 cho đến hàng 64 thì các bạn cũng lặp lại tương tự như cái phía bên vai phải vậy đó. Xong rồi sau đó mình sẽ ra kim chờ. Để đấy, khi mà mình đan xong cái phần vai của thân trước thì mình sẽ chập lại và nối hai cái phần vai lại với nhau. Rồi xong. Các bạn nhớ cắt sợi dây len nó dài dài ra tí. Nếu như thân trước mình chừa rồi thì thân sau mình cắt ngắn thôi cũng được.
Bi, tắt nhạc bi. Bây giờ mình sẽ cho nó ra kim chờ. Rồi bây giờ đến cái phần nách của cái thân trước nè. Thì mình sẽ nối lên vào đan tiếp. Thì hàng ở hàng hàng 37. Hàng 37 mình chiết ngang 2 mũi. Mình sẽ đan 2 mũi đầu tiên trước. Một mũi. Hai mũi. Rồi bây giờ còn 13, 12 mũi còn lại mình đang bình thường. Quay lại mặt mặt trái hàng 38 thì các bạn đang cho mình 13 mũi lên. Hàng 39 mình sẽ đang một xuống. Một xuống, sau đó mình sẽ giảm phải liên tiếp 2 mũi. Một mũi, hai mũi. Ở cái video này mình xin nói luôn là vì cái này mình đã hướng dẫn nhiều áo rồi, mình cách đan mình cũng giảm phải giảm trái nó cũng tương tự như nhau, cho nên cái phần áo này mình không có quay rõ cái phần giảm mũi trái giảm phải, tại vì có quay rõ quay chậm nó cũng không có thấy mũi nữa, cho nên các bạn làm tương tự như các clip đan áo khác. Sau đó mình sẽ đan 8 mũi xuống. Hàng 40 các bạn đan cho mình 11 mũi lên. Tiếp theo hàng 41 thì mình ở ngoài vào mình cũng đan một xuống. Tiếp rồi sau đó mình sẽ giảm phải 1 mũi. Đan tiếp 8 mũi xuống. Hàng 42 thì các bạn đan cho mình 10 mũi lên. Tiếp theo hàng 43 mình sẽ đan một xuống. Giảm phải 1 mũi. Đan tiếp 7 mũi xuống. Quay lại hàng 44 các bạn đan cho mình 9 mũi lên. Và từ hàng 44 cho đến hàng 6 cho đến hàng 60 thì không mình xin lỗi, từ hàng 44 cho đến hàng 55 thì mình vẫn đang 9 mũi lên. Xe bếp luôn. Từ hàng 44 cho đến hàng 50 cho đến hàng 52 các bạn ơi. Cho đến hàng 52 thì các bạn đang lên, mình đang 9 mũi bình thường ha. Mặt trái đang lên, mặt phải đang xuống. Đến cái hàng 52 mình mới chiết ngang. Đến hàng 52 mình mới chiết ngang để làm cái phần cổ. Bây giờ thì mình đang ở cái hàng 51, là mình có nghĩa là mình đang qua bên cái phần
nạp áo rồi thì quay lại hàng 52. Tại vì cái hàng này mình không có thể là mình chiết ngang ở cái mặt phải được, cho nên mình phải chiết ngang cái mặt trái tương tự như cái phần nách. Cho nên bây giờ mình sẽ chiết ngang ở hàng 52. Vừa đang lên vừa chiết. 1 2 nè. Nhấc dây xuống mình sẽ chiết được một mũi. Hai mũi. Các mũi còn lại mình đang bình thường. Quay lại hàng 53, các bạn đang cho mình hai xuống. Tiếp theo mình sẽ giảm phải 2 mũi. Ủa? Có nhầm không? À đúng rồi. Ý, xin lỗi các bạn là mình sẽ giảm trái 2 mũi không phải giảm phải ha. Giảm trái 2 mũi. Đang một xuống. Hàng 54, 5 mũi lên. Hàng 55, các bạn đang cho mình hai xuống. Sau đó mình sẽ giảm chập trái một mũi. Đang một xuống. Từ hàng 56 đến 60 thì mình sẽ đang mỗi một hàng 4 mũi. Năm bảy. Năm tám. Năm chín. Sáu mươi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chặt cái phần vai của thằng sau và thằng trước lại luôn. Bây giờ các bạn trải sản phẩm ra nè. Các bạn coi cái nào là cái mặt phải ha. Mặt phải mình sẽ đưa vào trong. Còn mặt trái mình đưa ra ngoài. Các bạn làm như mình sẽ nói nha. Nối hai cái phần vai là với nhau, như cái hai phần vai bên này đi. Ở đây là mặt phải của mình sẽ đưa vào trong nè. Mình sẽ áp hai cái này lại. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái này mình đang luôn. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi. Rồi sau khi mình đan bốn mũi này xong đó, thì mình sẽ dùng cái kim móc mình chiết ngang bốn mũi này. Như vậy là mình đã là chập xong một vai.
Còn cái vai còn lại thì các bạn chắc cũng đã bị đây rồi. Cứ sợ là bị nó bị nhầm, bị ngược không à. Nhầm ngược là tháo ra mệt lắm á, không có thấy đường đâu mà tháo. Các bạn nhìn nó rất là nhỏ ha. Tại vì mình còn phải đan thêm cái phần nẹp nữa cho nên nhìn nó rất là nhỏ. Áo này cũng bé tí luôn. Tại vì mình đan do bé nhà mình size nhỏ cho nên các bạn làm cho các bé size lớn hơn thì các bạn sẽ làm các cái số mũi lớn hơn rồi sau đó cái mình chia ra. Ví dụ như vai cái phần chia ra nách cổ và vai áo thì các bạn ví dụ như các bạn lấy hơn 6 mũi đi thì ví dụ như phần cổ này của mình là 15, của bạn các bạn là 10 21 thì các bạn cứ cộng vào cho mình. Nách thì sẽ chiết nhiều hơn 2 mũi, vai nó sẽ có nhiều hơn 2 mũi và cổ nó sẽ có nhiều hơn 2 mũi như vậy đó. Chứ còn mà cái cách tính riêng từng cái thì mình không thể nào mà trả lời cho các bạn hết được, tại vì mỗi size khác nhau, tùy cái kim kim đan rồi len nó khác nhau nữa, người tay người đan cũng khác nhau cho nên mình không thể nào hướng dẫn chi tiết cho các bạn được.